Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá Việt ngày 16 tháng 8, nơi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn được biết đến là một người có rất nhiều chiêu bài khác nhau để giúp cho đội tuyển của chúng ta có được những lợi thế khi thi đấu. Và mới đây, một lần nữa thầy Park đã khiến cho các cầu thủ của mình phải hoang mang khi đưa ra rất nhiều phương án sử dụng nhân sự lạ lẫm cho tuyển Việt Nam nhằm hướng đến vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Sau khi trở lại với học trò ở đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ mang lại sự hứng khởi, mà cùng với đó là khá nhiều những bất ngờ. Rất nhiều phương án thử nghiệm về đội hình cũng như nhân sự đã được ông thầy người Hàn Quốc đưa ra trong những buổi tập vừa qua. Thực tế đây là một bước đi hợp lý của thầy Park, bởi đội tuyển đã không có nhiều sự mới lạ trong thời gian qua. Và trong suốt quá trình làm việc từ trước tới nay, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng luôn yêu cầu các học trò của mình phải chơi được ở nhiều vị trí khác nhau thay vì đóng đinh ở một chỗ. Những phương án điều chỉnh về sơ đồ chiến thuật, về nhân sự cho các tuyến có thể giúp đội tuyển Việt Nam mang tới những bất ngờ cho các đối thủ vốn dĩ được đánh giá rất mạnh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đồng thời, đây cũng sẽ là cơ hội cho các cầu thủ nỗ lực để tìm kiếm một suất trong đội hình chính thức sau một thời gian khá dài không có nhiều thay đổi. Không ai chắc suất đá chính hoặc lọt vào danh sách cuối cùng cho các trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ít nhất cho tới lúc này. Đó là thông điệp của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với những thử nghiệm của mình. Còn lúc này, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đang rất tập trung đẩy cao cường độ trong các buổi tập. Tất cả các tuyển thủ đều nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình nhằm có tên trong danh sách tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Và nội dung chủ đạo trong các buổi tập lúc này là tấn công Power Play và phòng ngự Power Play. Ngay khi vừa kết thúc giai đoạn tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển ra Hà Nội, đội tuyển Futsal Việt Nam đã lập tức được đẩy cao cường độ trong các buổi tập. Tất cả các tuyển thủ đều đang nỗ lực hết mình để cạnh tranh một suất trong danh sách tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup năm 2021. Huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang đã cho triển khai giáo án tấn công Power Play và phòng ngự Power Play. Theo đó, mọi vị trí trên sân đều tập trung tối đa năng lượng hoạt động và biến đội tuyển trở thành một cỗ máy được vận hành với công suất lớn. Bên cạnh đó, vị huấn luyện viên có biệt danh thầy Tắc Giang này cũng cho tăng cường các bài tập đối kháng, tấn công thoát pressing và phòng ngự ít người nhằm giúp các cầu thủ bắt nhịp với cường độ thi đấu rất cao tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 25 tháng 8, huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ rút gọn danh sách đội tuyển từ 22 xuống còn 17 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Vui việc nhà nhưng không quên nhiệm vụ, đó là những gì huấn luyện viên Kiatisak đã làm rất xuất sắc. Trước khi về Thái Lan hôm 10 tháng 8, huấn luyện viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã dành nhiều thời gian để rà soát lại lực lượng từ đợt tập trung giữa tháng 6. Qua đó sẵn sàng cho việc bảo vệ ngôi đầu khi V-League 2021 quay trở lại. Trước khi trở lại quê nhà Thái Lan, huấn luyện viên Kiatisak Senamuang đã gần như hoàn tất việc rà soát lại lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai để chuẩn bị cho sự trở lại của V-League vào tháng 2 năm 2022. Theo đó, đội bóng Phú Núi đã chia tay 5 cầu thủ, đó là Nguyễn Trung Đại Dương, Phạm Đức Lễ, Châu Ngọc Quang, Trần Hữu Đông Triều và Dụng Quang Nho. Những quyết định của vị huấn luyện viên người Thái sẽ khiến Hoàng Anh Gia Lai trở thành đội bóng có lực lượng mỏng nhất. Tuy nhiên, theo kế hoạch, đội bóng này cũng sẽ có những bổ sung trước khi V-League quay trở lại. Huấn luyện viên Kiatisak và các trợ lý dự kiến sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 12. Với việc Hoàng Anh Gia Lai có vị trí số 1 trước khi giải tạm dừng, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak Senamuang đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn thành mục tiêu là giúp Hoàng Anh Gia Lai có được suất dự AFC Champions League ở mùa giải 2022.